Câu hỏi: làm sao để gia tăng trí tuệ và phước đức trong Phật pháp để học thành bác sĩ và hành nghề theo đúng chánh nghiệp để không tạo ác nghiệp? Nhận xét cá nhân, khi con nghe sư giảng, sư có nói là trong kinh Đức Phật không bao giờ cho phép đệ tử hành nghề y, vì nghề y chỉ cứu được một kiếp chứ không cứu được nhiều kiếp. Khi mình tạo phước giúp người như vậy nhưng mà có tâm bất thiện thì quả báo. Ví dụ như mình được sức khỏe tốt nhưng mà tâm bất thiện là tâm sân, có lẽ mình bị xấu. Một người hành nghề y như vậy, khi kê đơn, kê toa thuốc cho bệnh nhân, các loại thuốc được kê trong đó có khả năng là có chứa áp phiện và một loại chất giảm đau gây nghiện không khác gì ma túy, hoặc là thuốc cường lực thì có tác dụng phụ làm loãng xương. Nếu sử dụng trong thời gian lâu dài thì không biết nghiệp quả sẽ như thế nào. Con được nghe sư giảng là nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị, nhưng con mong sư giải đáp. Con sinh năm 2001 và muốn theo học y tại Mỹ. Đầu tiên á, sư cần phải nhắc nhở quý vị như thế này nè, là có những cái học giới là dành cho tỳ kheo chứ không dành cho cư sĩ. Tức là đối với những cái giới luật đó đó, tỳ kheo không được làm, nhưng không có nghĩa là cư sĩ không được làm. Bởi vì sao? Bởi vì như trong kinh Sa Môn Quả đó, Đức Thế Tôn nói có những vị tu sĩ đã nhận của bố thí của Đạt Na Tín Thí do niềm tin đó, mà lại làm những cái nghề như là nghề y để gọi là để kiếm sống, thì cái cách kiếm sống đó chính là tà mạng. Nhưng đối với hàng cư sĩ thì cái nghề y á, là một nghề chân chánh chứ không phải là tà mạng. Quý vị phải phân biệt cho rõ là đâu là giới hạn dành cho cư sĩ và đâu là giới hạn dành cho tu sĩ. Cái lý do mà các sư không có được hành nghề y thì sư đã nói rất là nhiều rồi. Sư chỉ tóm lại thôi. Đó là mỗi một người có trách nhiệm của mình. Một vị sư, trách nhiệm của vị đó, đó là theo pháp học, pháp hành để có thể giúp cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, và trên hết là giúp chính mình cũng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chứ còn mà bệnh thì mình không thể nào chữa một người hết rồi hết luôn được đó. Và cái chuyện mà chữa bệnh đó là trách nhiệm của cư sĩ, là dành cho những người cư sĩ đó. Họ đi làm rồi họ nuôi sống bản thân và họ giúp đỡ những người khác được mạnh khỏe. Phân biệt giùm sư hai cái vấn đề này ha. Tức là tu sĩ là có trách nhiệm của tu sĩ, mà cư sĩ thì có trách nhiệm của cư sĩ. Hai cái này chúng ta không có nên nhầm lẫn với nhau. Còn đối với cư sĩ thì ở trong kinh thì cũng có nhiều vị lương y, ví dụ như là Lương Y Chiêu Hóa Cá, ông rất là giỏi và ông là một vị thánh sơ quả. Cho nên trên lý thuyết thì chúng ta không thể nói là cái việc hành nghề y thì nó đem lại những cái quả bất thiện, hoặc là có nhiều kiếp Bồ Tát của chúng ta cũng làm nghề bác sĩ và Ngài cũng cứu được rất là nhiều người. Cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề ở đây là khi chúng ta làm nghề thì chúng ta làm nghề bằng cái tâm gì? Chúng ta làm nghề bằng cái tâm tham, tức là ví dụ như mình kéo dài thời gian bệnh của bệnh nhân, hoặc là mình cho người ta những cái toa thuốc không cần thiết, hoặc là mình cho người ta những cái xét nghiệm không cần thiết để mình ăn hoa hồng chẳng hạn. Đó đó là mình bị ảnh hưởng bởi tâm tham, hoặc là mình bị ảnh hưởng bởi tâm sân. Ví dụ như là áp lực công việc, rồi mình khám bệnh nhân bằng một cái lòng mà bất mãn, khó chịu, thì cái đó nó là cái tâm bất thiện. Nhưng nhớ giùm, cái đó là do cái tâm của mình khi mình làm nghề, chứ không phải là bản chất của nghề y là như vậy. Nhớ giùm sư ha, phân biệt giữa hai cái này. Giống như con dao á,
mình có thể dùng nó để mình làm đồ ăn, hoặc mình cũng có thể dùng đó để mà mình giết người. Cái vấn đề, cái lỗi không phải nằm ở con dao mà nằm ở tâm của mình. Tất cả các nghề cũng vậy, không riêng gì nghề y. Nếu như mình làm nghề bằng tâm tham hoặc làm nghề bằng tâm sân thì nó đều gây tạo các ác nghiệp cả. Ngoài ra đó thì nói về thuốc thì nói như thế này nè. Có một vài loại chất xây, theo như trong luật ha, một vài loại chất xây mà khi mà mình làm cho nó gọi là biến mất cái đặc tính của nó, hoặc là làm cho cái người uống á, họ không biết được, thì họ không phân biệt được, thì trong vấn đề đó, đó thì cái người mà họ sử dụng á, họ không có phạm giới. Xin lấy ví dụ nha. Một cái bệnh nhân mà mổ bị gãy xương á, thì có khi là bác sĩ sẽ chích cái sử dụng cái từ dân giả là cái chất ma túy mà liều cao nguyên chất đã được chiết xuất thì để nó giảm đau, thì trong đó, đó bệnh nhân họ cũng không có nghiện và đó là do cái yêu cầu của y tế. Thì trong những vấn đề như vậy chúng ta cần ghi nhận là: thứ nhất, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Về vấn đề này thì hầu hết các ngành nghề đều như nhau. Và một điều mà sư lưu ý với quý vị, làm ơn làm phước nhớ giùm sư, đó là cái vấn đề là mình làm nghề á, bằng cái tâm gì. Tốt nhất là mình làm nghề bằng tâm thương ha, tâm từ bi hỷ xả, chứ mình tránh làm nghề bằng tâm tham và tâm sân. Điều này áp dụng chung cho tất cả các nghề chứ không riêng gì chỉ là nghề y. Và không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì câu hỏi này sư cũng hoàn toàn đồng ý về đức hạnh tại, tại vì đây là cứ tiếp câu hỏi thuộc về yếu tố nội tâm như đức hạnh tại có trình bày đó. Thì đầu tiên mình phải hiểu rõ là mình hành những cái nghề mà Đức Phật á, không có xem đó là những cái nghề tà mạn, thì cái yếu tố quan trọng nhất á, là yếu tố nội tâm mình. Cái trình độ mình hiểu biết học pháp, hiểu biết về Phật pháp nó như thế nào, rồi trình độ mình hành pháp như thế nào, cái trình độ mình nghe là học á, học mà mình hành không? Rồi mình đem ứng dụng ngay trong cái cuộc sống mình, ứng dụng ngay trong cái nghề nghiệp mưu sinh của mình như thế nào, cái đó là yếu tố quan trọng. Còn ở ngoài đây, còn nếu mà nói, nếu tôi mình nhìn bên ngoài, những hình thức bên ngoài đánh giá thì rất là khó. Tại vì cái đối với cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, mà khi mà vị này đã quan tâm đến cái ngành y á, ngành y chắc cũng có tìm hiểu về cái đặc tính của ngành y á, là khi mà mình là một người bác sĩ mà hành nghề á, thì về mặt thế gian, về mặt trong ngành y nha, có thể tây y, khi nói cái ngành y đi đó, là mình đã có cái gọi là cái lời thề Hippo rồi à, cái lời thề Hippocrates đó. Đó thì cái lời thề Hippo như thế nào á, thì quý vị lên Google search nó sẽ biết rõ, đó là những cái tiêu chuẩn ngành y. Đó là mặt thế gian đã như vậy rồi, có nghe mặt thế gian á, trong ngành y đã có lời thề Hippo rồi à, thì huống chi mà trong cái khía cạnh mà Phật pháp á, mà nó lại yếu tố mà về chánh nghiệp, yếu tố mà về cái nội tâm thiện trong khi hành nghề á, nó phải cần hơn đó. Mà đối với thứ nhất quan trọng nhất là mình người Phật tử, thì khi mà Đại Đức Hạnh Tuệ á, có nhắc đến lương y chi quá cá, mà ở đây mình tạm tạm gọi là thánh y đi không, tại vì ông rất là giỏi, tại vì ông là thánh, là thánh y, thì có một câu chuyện như vậy ở trong Tạng Luật. Thì sư kể câu chuyện này để mong là qua câu chuyện này nè, cái vị này nghe mình nghe câu chuyện này mà mình hiểu sâu xa hơn cái vấn đề à, cái câu chuyện là như vậy. Trong Tạng Luật có mô tả là lúc vua Chanh Đá Bách Chô Tá lâm bệnh, thì vua Bimbisara tức là vua Bình Sa Vương đó, đó thì gửi Lương Y Chi Quá Cá đến
để điều trị cho ông. Nhưng mà ngộ cái là như vậy nè, là ông Chanh Đá Bách Chu Tá này nè, ổng là rất là ghét hoặc là thậm chí gọi là dị ứng đó, dị ứng với cái bơ sữa Châu Lỏng, đúng không? Có nghĩa là ông dị ứng, mình gọi là dị ứng nặng đi, dị ứng nặng đi, có nghĩa là ông không thể nào mà uống được cái đó, hay là chạm vô cái đó được, đúng không? Nó làm cho ông rất là khó chịu mà bực mình, có nghĩa là nó có thể là nó dày vò cơ thể không, làm cho ông bực mình. Nhưng mà ngộ một cái là cái bơ sữa Châu Lỏng đó lại là thuốc để cần để điều trị cái bệnh hiện tại cho ông. À, quý vị hiểu không ạ? Thì lúc bấy giờ á, là ông Lương Y Chi Quá Cá ông mới khéo léo, ở đây sử dụng từ khéo léo, ông khéo léo ông nói thế nào đó để vua tin là cái bơ sữa Châu Lỏng này nè, không phải bơ sữa Châu Lỏng mà là giống như nước cam, nước gì đó, cái một cái loại nước ông uống đó mà trong đó là có pha cái bơ sữa Châu Lỏng rồi. Thì khi mà ông muốn uống vào rồi thì Lương Y Châu Cá này cũng khéo léo nói là đại loại như là ngài cần nghỉ như thế này đó, như vậy như vậy. Ông mới lén, ông mới bỏ đi, ông mới chạy gì, ông mới bỏ 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 đi khỏi thành để chạy về chỗ thành của vua Bisara. Thì quý vị biết không, khi mà thì thuốc mà nó ngấm vô ông uống rồi rồi, nó ngấm vô khoảng chỉ đại loại như khoảng chừng 2 3 tiếng sau đi, ngấm vô thì ông mới rất là khó chịu, ông mới biết mà bị dị ứng giống như một nỗi mục đó, nó mục lên này nọ các kiểu, ông biết không, ông biết là thì ra là ông chiếu cá này nó lừa mình. Ông mới bực mình, ông mới kêu cái người mà giống như cái người mà vị quan ổng đi đó, mới rượt theo chịu cá, mới bắt 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 chịu cá về, giống như để trị tội, thậm chí là có thể chém đầu rồi giết luôn quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Thì Long Chi Quá Cá này mới khéo léo đó, để đánh lừa cái ông mà rượt theo nè, không? Rồi sau đó vấn đề mà hòa giải đó cho nó ổn thỏa rồi đó, không? Thì trong Tăng Luật có ghi lại chi tiết như nè, là Chi Quá Cá khuyên khuyên cái người mà đuổi theo bắt á, là hoãn chuyến về và giải thích cái lý do vì sao ông trốn đi, thì cái người đó hiểu được, đúng không? Rồi sau đó ông trả lại voi và trên đường về thành ra trái gai há, tức là thành Vương Xá, đúng không? Khi đó đó khi mà về ông về tới thành rồi thì vua Bách Chu Tá đó là cũng như bị hành hạ bởi cái sữa dưỡng đó, đó. Thì sau đó vua Bách Chu Tá lành bệnh, ông lành bệnh rồi nha, và ông gửi biếu Chi Quá Cá bộ y rất là quý, bộ y này là cực kỳ quý, là giống như ý như là bộ y mà tơ sen miếng điện bộ y lên tới mười mấy ngàn đô, đại loại mình hiểu không vậy, đúng không? Rồi sau đó đó là người Chi Quá Cá đem bộ y quý đó đến cúng dường. Rồi thì qua câu chuyện này á, thì cái vị làm nghề này mình hiểu cái yếu tố nội tâm mới là quan trọng, còn mình làm với điều thiện. Còn quay lại cái câu hỏi đầu tiên á, cái vị này hỏi là làm sao để gia tăng trí tuệ và phước đức trong Phật pháp để học thành bác sĩ và hành nghề đúng như chánh nghiệp. Thì cái việc chánh nghiệm á, chánh chánh nghiệp đức hạnh tuệ đã phân tích kỹ rồi, cho nên sư không phân tích thêm. Nhưng mà ở đây á, sư muốn gửi thêm nha, cái lời khuyên cho vị này là làm sao để gia tăng trí tuệ phước đức. Mình tạm gọi là trí tuệ đây là phước 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 tuệ phước 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 trí đi, phước trí và phước đức đi. Nhưng mà nếu mà nói như vậy á là vẫn chưa đủ quý vị. Nếu mà mình phải vun đòi bò bòi á, ba loại phước là phước vật nữa đó. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mà không có phước vật á, thì giống như bây giờ quý vị có trí tuệ, quý vị có khả năng, có sức khỏe đi học anh đi, nhưng mà quý vị không có tiền, quý vị không có tiền bạc này nọ, quý vị thiếu thốn về cái vật chất á, để quý vị tiếp cận cái ngành đi. Tại ngành đi sư biết học ở Mỹ rất là tốn tiền, cho nên mình phải hiểu là ở đây khía cạnh mình phải nói là ở đây là mình phải, nếu mình phải hỏi là làm sao để gia tăng phước vật, phước đức và phước trí trong Phật pháp để học thành nghề bác sĩ và hành nghề theo đúng chánh nghiệp. Điều đó nên rồi làm sao mà để gia tăng, thì sư nghĩ là quý vị phải vun bồi ba cái loại phước này nè, ba cái loại phước này trên nền tảng 10 phước nghiệp sự. Thì cái việc quý vị muốn hiểu như thế nào, quý vị phải học cái lớp Phật pháp căn bản của Đức Hạnh Tuệ thì mới hiểu rõ thôi. Thì về hành vun bồi đủ ba cái này, đúng không? Dựa trên nền tảng trí tuệ, quý vị sẽ được được gọi là cái chánh nghiệp đó và thành tựu trong tương lai, giống như là mình mong muốn. Thì trước khi kết thúc câu hỏi này một lần nữa, thì sư cũng gửi gửi cho vị này nha, là mình nếu mà vị này là Phật tử, mình đã có cái tâm huyết ngành y, thì như Đức Hạnh Tuệ có đề cập đến Lương Y Chi Quá Cá, thì ngoài cái việc á, mà mình học pháp căn bản để mình vun bồi ba cái loại phước mà sư nói đó, thì mình tìm hiểu thêm cái cuộc đời của vị thánh y
chi quá cá cô mà ra phách chá, để mình hiểu rõ là à ông làm được những cái điều gì cho bản thân ông và ông làm được những điều gì cho cái quốc độ, cái vua tôi của ông, và làm được những điều gì cho Đức Phật và tăng đoàn và hộ trì cho Tam Bảo. Đó là cái điều quý vị nên tìm hiểu. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Thì rất là cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã trình bày. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã trình bày một cái ý rất là quan trọng, đó là mình cần phải bổ sung những cái phước rất là cần thiết. Nói nhỏ hả? Trời. Alo, alo. À, đây. À, thưa với quý vị đó, thì Đại Đức Tuệ Tường đã nói rất là bổ sung rất là hay về cái khía cạnh là làm sao để mà chúng ta phát triển cái những cái phước cần thiết trong cái vấn đề mà vẫn còn nhỏ. À, tăng hết cỡ rồi à, quý vị có nghe nhỏ không? Có nghe nhỏ không? Chứ xưa ở đây xưa thấy là cái âm thanh nó không có nhỏ đâu. Sao? À, thì cái đó là ở trong cái phần cài đặt của sư á. Như rồi. Vậy thì sư tiếp tục ha. À, về cái vấn đề mà chúng ta tạo phước để chúng ta làm nghề y, nhưng mà không chỉ riêng về nghề y mà bất kỳ một cái nghề, ngành nghề gì cũng vậy, chúng ta cần vun bồi ba cái phước là phước vật, phước đức và phước trí. À, thì cái phước vật á, đương nhiên chúng ta cần phải có. À, bởi vì sao? À, bởi vì đi học cái gì cũng phải tốn tiền hết trơn. Mà sẽ biết là học đại học ở Mỹ học ra ai cũng nên nợ hết á, tại vì rất là nhiều tiền. Mình cũng cần phải có cái phước vật để mình chi trả cho cái quá trình học. Ngay cả ông Lương Y Chí Quá Cá khi mà ông đi học như vậy đó, ông cha nuôi á, cũng phải cũng cho tiền ông để mà ông đi ông học nghề, chứ không phải là mình nói là mình xách cái mình ên mình đi là được. Mà cái phước vật thì có bằng cách gì? À, bằng cách bố thí ha. Còn cái phước đức thì có bằng cách giữ giới. Làm nghề gì cũng vậy, mình ráng mình giữ giới. Và cái phước trí thì mình ráng học hỏi những kiến thức, đặc biệt là những cái kiến thức về Phật pháp. Rồi từ đó đó mình phát triển thiền định, mình phát triển tâm từ, mình phát triển tứ niệm xứ. Nhờ như vậy cái trí thế gian và cái trí xuất thế gian mình đều có và đều hỗ trợ tích cực cho mình ở trong cái việc mà chúng ta làm nghề. Và Đại Đức Tuệ Tường có nhắc một cái rất là thú vị mà sư nghĩ là thông qua đó sư cũng nhắc quý vị. Thường quý vị hay thờ rất là nhiều người, nhưng mà thường thì bên Nam Tông mình á là mình thờ Ngài Siêu Bá Lý nhiều ha. Nhưng mà sư thì sư khuyên là với những ai làm nghề y thì mình nên thờ Lương Y Chiêu Quá Cá. Tại vì Lương Y Chiêu Quá Cá cho tới bây giờ hiện tại là vẫn đang ở cõi trời. À, cho nên nếu mà quý vị thờ thì quý vị có thể lựa chọn là mình thờ Lương Y Chiêu Quá Cá. Và đặc biệt là mình suy nghĩ và mình học những cái hạnh của Lương Y Chiêu Quá Cá.
Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.